Em chào anh chị mình luôn nha. Ngày hôm nay là em sẽ dẫn mọi người xem cái cách mà bên vườn lan không gian xanh trồng kiếm nha. Đó. Trước giờ là mọi người cứ nghĩ là trồng kiếm là phải trồng trong chậu đen 21 hoặc là trồng trong chậu sứ, chậu gốm đúng không? Nhưng mà bên vườn em cái mục đích, cái nhu cầu của bên vườn em nó là khác. Đó. Rồi, bây giờ bắt đầu dẫn mọi người đi tham quan cái vườn kiếm của bên em nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ nói chung là bất kỳ cái một cái phương pháp nào mà trồng lan á, nó không hề có cái phương pháp nào mà gọi là hoàn hảo hết á. Chắc chắn là nó có ưu và nhược điểm, quan trọng là mình tìm ra được cái ưu điểm đó nó thích hợp với vườn mình là mình nên làm, chứ mình không nên nghe theo bài vở của ai mình bày vẽ mình hết á. Có thể cái phương pháp này nó đúng với vườn em nhưng mà đi về vườn của anh chị mình nó lại khác nha. Rồi, với lại có do cái nhu cầu bên vườn em là bên em bỏ sỉ đó. Một lần bên em bán là bên em bán nguyên một cái khay như vậy luôn. Khách chở xe về nó cũng dễ. Và đóng hàng đi Viettel nó cũng dễ. Và cái điểm mà đặc biệt mà để mình áp dụng cái phương pháp này á, là cái bộ rễ của nó. Thật sự là cái cây lan là cái mình mà chăm được cái bộ rễ của nó rất là quan trọng nha. Đây, anh em mình nhìn này. Đó, bộ rễ nó cực kỳ thoáng luôn. Vào cái mùa mưa là sẽ không có cái hiện tượng là cái bộ rễ nó bị thối hoặc là nó bị úng nha. Đây, đẻ cực kỳ. Như bên vườn mình mà theo dõi á, cái tốc độ đẻ của nó rất là mạnh. Đó, nó thoáng mà. Đó. Phong lan là cần cái độ gió. Đó, bao thoáng nha. Đây, ở bên đây là có mấy cái kiếm là vườn mình vừa mới trồng để cho mọi người xem thử cái cách mà bên mình trồng nó như nào. Nó cực kỳ đơn giản luôn. Đó. Đợt vừa rồi là bên mình xuất xỉ đi hết trơn rồi, còn được có loe que vài chậu à. Đấy, đơn giản như vậy thôi, có gì đâu. Cứ quan trọng là ban đầu là mình cố định được cái giá thể, và cái giá thể này là bên vườn mình đã xử lý hết rồi. Đó. Cái này là mình dùng cái giỡn chi lê nha, hoặc là anh cho mình xài vỏ vỏ thông cũng được. Cứ đặt lên như vậy. Đó. Cắm tay cố định được cái bộ rễ, cái bộ củ ở dưới à, cắm tay trên đó. Đây, như cái này là dễ thấy nè. Rồi, bắt đầu là chờ một ngày là bên vườn mình cái chế độ tưới nước là một ngày tưới nước 2 lần nha. Tưới nước 2 lần cách đây mà tầm 10 ngày là bên đây 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 đó. Cái thời xưa là anh chị mình là chuyên gia trồng theo cái kiểu này nè. Như cái một rổ như vậy là cái làm bên mình có thể trồng tối đa được 3 năm hoặc là 4 năm mình không cần phải sang chậu. Còn riêng mà trồng trong cái chậu đen như vậy nè, bắt đầu là rễ nè, anh chị mình nhìn thật kỹ nè. Đó, rễ nó chằng chịt như vậy thôi mà. Bây giờ mà nó như vậy thì sao mà cái lá kiếm nó phát triển đẹp được. Sao mà phát triển đẹp được nè. Rễ chằng chịt như vậy luôn nè. Cái đợt vừa rồi bên mình lấy dao mà xẻ ra đó, là thấy là ở trong rễ là nó chằng chịt lên nhau, là cái cây kiếm nó không hề mà có cái độ thoáng. Thấy, anh chị mình thấy mà nó đẻ kinh khủng chưa. Còn bây giờ ví dụ bên vườn mình mà bán về cho khách mà có nhu cầu mà gọi là chơi để mà trang trí hoặc là chơi để làm cảnh á, thì mọi người cứ mang về là cũng sang qua chỗ mới, bắt đầu là đặt vô những cái như chậu gốm, chậu sứ, nhìn nó rất là nghệ thuật luôn. Kiếm nhìn vậy ai mà không mê. Để cái này là bảo đảm với mọi người là riêng cái mùa mưa là mình bao mùa mưa luôn đó, bao mà mưa dầm. Tại vì bên cái chỗ vườn mình á là cái đặc điểm là nắng á, từ tháng 11 tới tháng 5 nó nắng thì nắng thôi, rồi không hề mà có nước mà tưới. Nhưng mà một khi mà nó đã mưa là nó mưa dầm, mà nó mưa từ sáng tới tối luôn đó.
chơi cái phương pháp này là cực kỳ ổn định luôn. Bên bên mình có cái bí quyết gì đâu, thì cũng là như vậy, sơ dừa rồi phân chì vậy thôi, hết rồi đó, còn lại là do mình chờ đợi thôi. Rồi rồi anh chị em mình mà có câu hỏi nào thắc mắc về mà trồng kiếm thì mọi người, hoặc là cây kiếm nó có vấn đề gì đó thì mọi người cứ chụp hình gửi vào trong Facebook anh Tình, mình sẽ cố gắng trả lời hết tất cả các câu hỏi của anh chị mình luôn nha. Và thêm một cái ưu điểm của cái phương pháp này là anh chị mình biết sao, như mình trồng cái trong cái chậu này sau 2 tới 3 năm là bắt buộc là mình phải thay chậu mới rồi đó. Đó. Bên cái này, cái chậu này bên mình đưa, trồng mới được đúng 1 năm rưỡi thôi là nó để đầy chậu rồi, rễ kín chằng chịt hết rồi. Còn riêng cái phương pháp này để mình nói vui như vậy nè, đúng không? Bây giờ ví dụ là bây giờ cho nó đẻ thoải mái luôn trong 3 năm. Ví dụ mà nó đẻ đầy hết, nó đẻ hết một nửa đúng không? Ví dụ mà mình cảm thấy mà cái lượng giá thể nó chẳng đủ để nó cung cấp rồi, mình có thể là tiếp tục là mình bỏ sơ dừa ở thêm một cái khay thứ hai mình trồng lên, là bắt đầu là cái lượng rễ bắt đầu là nó ăn ăn xuống, ăn xuống, ăn xuống. Rồi cái clip này cũng xin được kết thúc tại đây luôn nha. Anh chị mình nhớ ấn vào cái nút đăng ký kênh của Vườn Lan em. Có gì là bên em sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm hữu ích cho mọi người. Những cái kinh nghiệm này là những cái kinh nghiệm mà từ vườn em áp dụng chứ không phải là kinh nghiệm trên sách vở nha. Rồi em chào anh chị mình luôn nè. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nha. Rồi bây giờ là mình sẽ bắt đầu chỉ mọi người cách là tắt từ một chậu kiếm truyền thống như vậy. Cái chậu này bên bên vườn mình gọi là chậu kiếm truyền thống nè. Đó. Sang trồng trong cái khay như vậy. Anh cho mình lưu ý nha, mình khi mình đã tắt là mình phải quan sát chứ không phải là thấy người khác tắt là mình cũng bắt chước tắt theo nha. Đó. Mình gắng tắt làm sao để mình giữ được cái lượng rễ non ra đó. Chứ không phải là mình cắt chịu lỗi như vậy. Cái lô này bên mình cắt chịu lỗi là do là một phần cái sai lầm thời xưa là bên vừa mình để trong một cái chậu đen như vậy nó quá lâu, nó quá kiểu như là nó quá thời hạn rồi, cái rễ nó chằng chịt lên nhau hết hết luôn nè. Đó. Bắt đầu là nó bị thối rễ nên mình phải buộc là phải cắt chịu lỗi như vậy. Đó. Cắt chịu lỗi như vậy thì cái thời gian mà nó phục hồi thì nó sẽ lâu hơn là mình giữ lại cái lượng rễ tơ nha. Rồi bên vườn mình là chủ yếu là xài bằng cái kia như vậy. Đó. Vườn mình làm với số lượng lớn mà. Mỗi lần mà cái cây này bên vườn mình đặt về là đặt cả ngàn cái về nè. Rồi sơ dừa thì bên mình xài cái sơ dừa của Chile, là cái loại này là bên mình không cần phải xử lý, là chỉ việc ngâm nước là nó nở ra bắt đầu là xài thôi, rồi bắt đầu là đặt lên như vậy. Đó. Anh chị mình sau này nhớ là trồng kiếm hoặc là trồng phi điệp hoặc là trồng bất kỳ cái loại lan nào cũng vậy, quan trọng ban đầu là mình phải giữ cố định cái giá thể nha. Đó. Chứ bây giờ mà cái nó gọi là đang trong quá trình tổn thương, nó đang trong quá trình phục hồi mà bây giờ nó còn bị mình không cố định lại, bắt đầu là gió thổi lung lay, bắt đầu là những cái đầu rễ nó đã mong manh yếu đuối rồi mà bắt đầu là rễ nó bị tổn thương nữa thì cái tỷ lệ mà cái cây mà nó phục hồi nó rất là lâu luôn. Đặt lên như vậy thôi, anh chị mình nhớ là đặt nổi như vậy nhé, chứ không phải là mình đặt mà là sâu xuống như là trồng cây mía cho mình, cây mía đâu nha. Đó, sâu như vậy nè, sâu mình đặt nông như vậy nè, để sau này mà nó đẻ mầm tơ nó là nó dễ đẻ hơn. Cứ như vậy là rễ nó tự động là nó bám xuống này, cố định như vậy. Đó, tùy vào điều kiện nhà anh cho mình hơn, nhà mình có gì mình xài đó, miễn sao là đúng kỹ thuật là được rồi. Nếu mà anh chị mình thấy bên vườn em mà trồng kiểu này nó hay ấy, thì mọi người áp dụng theo, còn nhà mình có cái gì thì mình sẽ làm cái đó. Từ một chậu như vậy sau 1 năm đấy thành phẩm đấy. Rễ nè, kiếm là bộ rễ của nó là nó đi ngang chứ không phải là đi thẳng xuống đó. Đó không, nó toàn là đi ngang mà. Rồi chúc anh cho mình ngày mới vui vẻ luôn nha.